Yo, sau lưng mình đây là Top Bánh X ở Tuy Phước, Bình Định nha anh em. Đây này, đủ đã chưa anh em? Đủ đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa? Top Bánh X ở Bình Định anh em ạ. Hôm nay là có ngừ, có 10, có 10 tộp. Bỏ vô miệng, nặng toan ra luôn, ăn ngon lắm. Yo, buổi sáng tất cả anh em nha. Đang ngồi cà phê với mấy thằng bạn đây. Mấy gương mặt quen thuộc đúng không? Tiệm cà phê chiều thứ bả không hơi thanh lương 18. Sáng nay thì tụi mình chạy đi cánh Đà Nẵng Sài Gòn với Đà Lạt với cánh Tây Nguyên. Sáng nay thì mình với Viền ở Phạm vô. Mình với Viền chạy vô cánh Sài Gòn trước. Sau hôm sau thì đoạn với Phạm thì chạy về Râm Gia Lê rồi mới chạy lên Đà Lạt sau. Anh em gặp nhau Đà Lạt. Tiệm cà phê chiều thứ bả không hơi thanh lương 18 nha anh em ở gần rảnh ghé qua uống cà phê nha. Ok, thôi ngồi chờ anh em ở đây tí rồi tụi mình di chuyển giao lưu với TikToker Trương Nguyệt. Cà phê xong rồi anh em ơi, giờ mình với Viền sẽ bắt đầu chạy đi Sài Gòn thẳng tiến thôi anh em ạ. Mưa thôi, cao cao lao đây anh em ơi, cao cao lao hủy mỏ đây. Qua cao cao lao sẽ tới 5 phút anh em ạ. Sẽ chạy vô Tân Kỳ, Quảng Ngã, lên Tuy Hòa. Hôm nay thì lịch trình thì tụi mình sẽ dừng lại nghỉ ở đây mà ở Tuy Hòa anh em ạ. Không sao rồi tiếp tục chạy vô trong Sài Gòn. Mới ngắm qua Nông Phước rồi anh em ạ. Về mình đây rồi. Nông Phước Duy Xuyên. Anh em ạ, vô kiếm gì ăn cơm thôi anh em ơi. Món cơm cây đo đợt trước tụi mình đi lên Măng Đen vô ăn, giờ cũng vô đây ăn cơm tiếp. Vô 12 giờ ở Quảng Ngãi đây anh em ạ. Mình với Viền vừa mới tới nơi. Vô quán cây đo này ăn trưa đây, hay là ngồi dừng lại ăn trưa. Quán hồi bữa trước tụi mình đi lên Măng Đen ăn đây. Bữa trưa có hai thằng bọn. Có thịt lục, canh rau. Đuối không? Để đi. Nước quá à. Ừ, đừng đi chạy nhanh kia á. Chạy tí rồi tới Quảng Ngãi rồi. Ok, thôi thằng sực phát là nghỉ ngơi. Tiếp tục di chuyển anh em ạ. Vô, hai thằng vừa mới ăn cơm xong rồi anh em ạ. Bây giờ hai thằng sẽ đắm luôn, không nghỉ nữa, chạy luôn anh em ạ. Nhân ra khỏi địa phận ở Quảng Ngãi rồi anh em ạ. Kế tiếp là Bình Định. Và trước mặt mình đó là Viền. Trước mặt Viền là có một anh bạn người nước ngoài nữa. Tụi mình mỗi lần chạy qua nhau, tụi mình mỗi lần chạy vượt qua nhau là đều chào nhau hết. Vui lắm. Để anh bạn này chạy xa cũng ghê lắm đó mà. Đang ở Hòa Nhơn, Bình Định đó mà. Còn đường này từ đây trở vào thì mình sẽ bắt đầu chạy chậm lại nha này. 60 trở lại thôi. Nếu trong này bắn tốc độ ghê lắm anh ơi. Hồi trước mình đi qua Bình Định ở đây á, thấy người ta, tại sao người ta đi chậm gì luôn anh em ơi. Nói tại sao người ta đi chậm vậy. Một lát sau có cao trả hết, một lát sau có cao trả lời luôn. Còn có tốc độ, lên 60, bị bắn. Đây, thế nào vào, đột phạt. Mình cũng may, công an cũng vui vẻ. Đi chuyện làm nhanh cho đi. Vô, 3:20 ở An Nhơn đi anh em ạ. Mình với Viền đang dừng lại vô uống nước, nghỉ ngơi xíu. 3:20 chiều. À, Viền nằm trong kia. Thôi, còn nghỉ ngơi làm lông bò hấp xíu rồi tiếp tục di chuyển anh em ơi. Trời bây giờ đang rất là nắng. Hơi ỏi lưng rồi. Ok, nghỉ ngơi xíu rồi chạy tiếp anh em ạ. An Nhơn, Bình Định.
bên đi cầu mà có đường xanh đèn đỏ nè. Ở đầu cầu mà có đường xanh đèn đỏ ở đây mà. Ở dưới coi, do dưới cầu vượt này nó có một cái con đường cắt ngang qua. Mình đang đi thấy bên trái này có một cái chòi, cái tháp chòi anh em ạ. Tháp này giống như của người Chăm ấy, nên anh em mình rẽ vô coi đi. Chúng mình đang ở ngoài tháp Bến X anh em ạ, tháp Bến X. Tìm chỗ vô cái xe đấy. Vô, mình với Huyền đang ở chỗ tháp Bến X đây anh em nè. Tại trên đường đi thấy tấp vô đây chơi thử. Đây, tháp Bến X của thế kỷ, là thế kỷ này ha. Đồ kiến trúc Bến X. Thì bây giờ đoạn chi tiết từ phong cách Trà Kiệu sang phong cách Bình Định nè. Trà Kiệu à. Trà Kiệu giống như chỗ mình ở Nghệ thuật Chăm. Mới chỗ này mới xài là đẹp chưa nè. Ok ok, em quay qua một vòng cho anh em xem. Cái chỗ này cho mình vô cái xe lên nè. Mua vé hai người hai xe 36.000. Giờ anh em mình đi thẳng lên kia coi thử. Tụi mình vừa mới đi vô đây anh em ạ. Cái hành lang bây giờ từ một kia kìa, lên tới đây nè. Đấy. Lên cổng đầu tiên rồi anh em ạ. Mình đang đi lên bên trên. Giờ mình đi lên luôn. Ồ, phía sau kia một cái tháp nữa nha. Sau cổng là một cái tháp. Khá là nhiều bậc thang. Và rất là cô. Vừa mới leo lên tới nơi anh em ạ. Đây. Cái tháp đằng xa mình nè. Đây đây. Ôi da. Chỗ này mình đo ngược xuống nha. Để đi ra đằng xa mình quay lại cho anh em xem. Nắng nè, đổ mồ hôi rồi. Đây anh em, tụi mình đang đứng ở chỗ trên thốp này nè, nhìn xuống nè. Thốp này tọa lạc ở trên vị trí cô, rất là cô nha anh em. Đấy, nhìn xuống bên dưới nè. Còn đây là bên trong thốp. Đấy. Quay chỗ này cho anh thấy ánh sáng. Mà trời ánh sáng nắng ngồi kia chí vô thấy lung linh không. Tí kia đang nắng không đèn, đi ra tí xuống bỏ chú, thôi để cái xe mình sát lên cái ấy để chụp, xe để sát cái đỉnh máy này. Ừ. Đây anh em, ngoài hướng này nó xoắn hơn nè, để mình lên cô nha, mình đoan để chế độ quay gần, mình đoan đi lên trên tháp cô trên em ạ, đây, ô nắng đẹp chưa, để quay xuống cái tháp bên dưới này, đây. Đây chưa anh em, sóng đẹp chưa, chiều rõ màu màu rồi đấy. Đẹp chưa, đẹp chưa. Đây, toàn cảnh cho anh em xem. À, đây kia kìa, giờ mình đi lên kia nha. Mình đang đi sót lại rồi. Cho ánh sáng mặt trời đã cho khuất bớt ánh sáng mặt trời, mặn tú quá. Đấy, nên đi lên kia nha anh em. Rất chi là cô đó. Đang tiến sót vô phía chân thốp. Lê bộ lên anh em à. Một hành lang cô. Đấy. Rồi sót đây thì thấy rõ hơn rồi. Qua lần xa của nè. Đấy. Chân thốt nãy mình đi vô kìa. Nãy mình đi qua cổng kìa. Đấy, ok, tiếp tục lấy diễn lên. Rồi đây mấy đứa đang đó banh nè. Sắc banh to rồi. Đấy, đi qua đây cho đỡ khúc ánh sáng mặt trời. Đây. Bên này vẫn túi nha, đem qua kia. Bên đây nè anh em. Nhìn xuống kìa, toàn cảnh này bao loa. Đẹp chưa? Này trên cô, rất kia là cô luôn á. Mấy đứa nhỏ đâu đó banh nè. Xong. Hai chị đứng ở dưới mình nghe cái tiếng ồn ồn, tái ra là mấy ảnh đó banh trên này. Rộng rỡ kìa chưa? Dạ, dạ. Thế chỗ đó banh chiêu kìa. Đó đang cô này, gió mốt nữa, quá sướng.
sân cỏ luôn nè nè, sân cỏ luôn đó. Được. Đây đi qua thốt. Đi qua này, hướng qua bên này qua cho anh em xem nó cỏ hơn. Đây anh em, hướng này thấy xóm hơn nè. Xíu qua bên kia vậy. Nó xóm hơn. Đấy. Ủa, thốt cô to ghê chưa anh em. Thốt bên ít. Đấy, anh chờ đó bên kia kìa. Đi qua bên này. Được. Đi sót lại cho anh em xem này. Ui, ghê không? To bự chót luôn anh em. Hey. Rất chi là cô chót vót. Bên cạnh có một cái thóp nữa này. Cái này có thể buổi tối người ta bật đèn này nha anh em. Mình thấy thóp đèn đó kìa. Đấy. Ui, đẹp chưa? Đấy, hướng này rõ hơn cho anh em nhìn rõ hơn này. Đấy. Đẹp 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 tuyệt vời. Đấy, để em qua đó đằng xa này cho anh em xem bên dưới nè. Đấy. Đã chưa? Đây anh em ạ, thóp bánh ít Tuy Phước, Bình Định. Ui, đẹp chưa? Tuyệt vời. Góc này rất chi là rộng. Nhìn rõ nét hơn, xoáng hơn. Để mình bật qua góc rộng cho anh em xem được bao quát chỗ chân thóp nè. Đây anh em ạ, chỗ góc này nó rộng hơn cho anh em xem rõ nè. Đấy. Ui, đẹp chưa? Phía sau là bầu trời xanh bát ngát. Ồ, đã chưa? Rất chi là đẹp. Thóp bánh ít ở Bình Định anh em ạ. À. Tuy Phước, Bình Định anh em. Ok, thôi chơi tới rồi tụi mình đi về anh em ạ. À. Tiếp tục di chuyển. Chạy vô ở Tuy Hòa. Tối nay dừng lại ở Tuy Hòa nghỉ ngơi. Chơi gì đấy, kiếm gì đó chơi. Rồi sáng hôm sau chạy tiếp anh em. Vô đó còn tầm 100 cây nữa. Ở đâu đó còn tầm 100 cây á. Ok, thôi di chuyển thôi anh em ạ. À. Cái hầm cùng mâm đó anh em ạ. À. Hầm cùng mâm đây. Cù mâm anh em. Đi không được anh em ơi. Quay đầu lại. Chúng ta thay đổi hướng đi. Đều cù mâm. Qua đây rẽ đây anh em ơi. Mình rẽ qua hướng đây chạy lên đều. Thì đông lồn đường anh em ơi. Đang ở đèo Cù Mâm đây anh em ạ. Giờ lên đèo thôi anh em ơi. Dạ, đang ở địa phận Phú Yên đây anh em ạ. À. Còn sau lưng mình là Bình Định anh em ơi. Ok, tiếp tục di chuyển thôi anh em ạ. À. Bây giờ là 5 giờ chiều. Còn tiếng nữa thôi là tụi mình sẽ tới Tuy Hòa. Tối nay tụi mình sẽ nghỉ lại ở Tuy Hòa đây mà. Đổ xuống đèo đèo nhâm anh em ạ. Đổ đèo nhâm đây anh em. À, đổ xuống đèo Cù Mâm anh em ơi. Đây là đèo Cù Mâm nha anh em. Tụi mình đang đổ đèo. Đang mùa keo anh em ạ. Có keo, bông keo ra đẹp chưa anh em. Đó bên đường là có keo anh em. Giòn nó đẹp kia. Khoảng tầm 60 cây nữa là sẽ tới Tuy Hòa anh em ạ. Mình vừa mới vô đổ xăng. Hiện thì chạy phía trước à. Rửa túi anh em à, đang ở thị xã Sông Cầu Phú Yên đây. Sắp tới chỗ nghỉ ngơi rồi anh em ơi. Chỗ này là đoan làm đường anh em à. Trong một lần sẽ chạy, một lần sẽ dừng.
May quá tụi mình vừa tới đây thì được đi luôn, không phải chờ. Đây nấu đuôi nha một phần giờ luôn anh em ạ, à, cay số hơn á. Xe tử ở đây người ta chạy là người ta mặc đèn khoa hết anh em, còn đường này nó tối nữa kìa, người ta mặc đèn khoa hết, mình chạy đối diện là không thấy luôn á, chó mắt luôn á nè. Đây xe cái nước này, hồi nãy là chạy nguyên một hàng giờ người ta mặc đèn khoa, mình đi ngon qua là không thấy gì luôn. Xe cứ mặc đèn khoa như thế nào đây, đi mình đi đấu diện chúa lòi mắt luôn á nè. Tiếp tục lên một cung đèo. Xe trời ơi chà, vô thị trắng rồi đây mà, ở đây như đang cúp điện á, đang cúp điện hay sao không thúi thui luôn. À, có điện ấy nè, mà người ta không bật đèn đường thôi, không bật đèn đường thôi nè mà, giờ là lên dốc quýt cho nè, thúi thui luôn. À, vừa mới qua đèo Gành Đỏ nè mà, ồ cái đèn màu xanh, đèn led màu xanh phía trước là vô thành phố đó nè, 40 cây nữa sẽ tới Tuy Hòa, bây giờ là 6:10 rồi nè mà. Đang dừng lại đổ xăng uống miếng nước anh em ạ, nước dừa mua ăn nhân. Vừa tới Tuy Hòa mà uống, hai thằng cứ vượt nhau chạy thành ra ít dừng lại uống nước. Mình quen rồi, một ngày chạy uống nhiều nước lắm. Đó là anh em ơi, mình rẽ qua vô hướng Tuy Hòa anh em ạ, mã cai nữa là tới Tuy Hòa, còn đi thẳng là vô Nha Trang, Nha Trang 70 mấy cai nữa. Giờ vô Tuy Hòa nghỉ ngơi thôi anh em ạ, trừ là 6:30 túi rồi anh em ạ. Đang ở trung tâm Tuy Hòa đây anh em ạ, tụi mình đi kiếm nhà nghỉ ở lại thôi. Bây giờ là 6:30, 6:31 rồi, ở trung tâm nghỉ ngơi rồi ăn uống cho nó tiền anh em ạ, sáng mai rồi chạy tiếp. Vô 6:30 túi đang ở Tuy Hòa đây anh em ạ, giờ đi kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi anh em ơi. Bảy giờ kém rồi anh em ơi, mình vừa mới tới tháp Ninh Phong ở Tuy Hòa đây nè. Bảy giờ kém thôi, vừa ngó cái là đây anh em ạ. Đó rồi anh em ạ, mình qua bên khách sạn công đoàn ở nè, công đoàn hotel. Đây rồi anh em ơi, phòng của tụi mình tối nay đây, khách sạn công đoàn, view biển, phòng 2 giường. Đây, ok, còn có chỗ ngầu rồi làm vào đây. Thử ra coi, ui, lạnh gió luôn. Mày xuống hướng này coi. Biển Tuy Hòa, gần ở tháp Ninh Farm đây anh em. Ok, 2 giường, xã điều hòa, máy nước nóng, phòng vệ sinh, khách setup đầy đủ. Đến Sài Gòn ok. Thôi giờ xuống đồ rồi tắm rửa, đi kiếm gì đó chơi và ăn uống anh em ạ. Ok, lần thì mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Giờ thì xuống đồ thôi. Vô 8 giờ tối ở Tuy Hòa đây anh em ạ. Hai thằng đang đi bộ quảng trường đi qua bên đây đi kiếm mắt cá ngừ đại dương ăn thử cho biết anh em. Cả ngày đi chạy xe rồi, giờ đi bộ tí cho nó khỏe, đi kiếm gì ăn, làm lon bia đi về, chứ chạy xe máy công an bắt. Ui, đây là quảng trường 1/4 ở Tuy Hòa đây anh em, rộng rẽ ghê lắm, mát mẻ nữa, cực kỳ rộng luôn á. Đây đây, em xem, rộng rẽ cực kỳ luôn, gần tới chỗ ăn rồi đây. Vô anh em ơi, đang ở 249 Lê Dũng anh em nè, mấy cái người đại dương quán bà Tóm. Đây, sau quán đây anh em, khách đông lắm.
Hồi nãy khách đông lắm anh em. Nãy người ta đang hát á kìa, thành ra mình không quay được chính nhạc á. Giờ khách về bớt rồi, có ngày đông lắm. Đây anh em ơi, muốn chính đây đây nè. Mấy con người đại dương. Đây, vừa mới kêu ra đây nè. Ở đây mấy món này thì kêu ra cũng nhanh lắm. Hơi to. Lâu ra hơi khó nghe nè. Đây. Đây là mấy con người đại dương nè anh em. Viền bên đây đang thử thử. Ra viền cũng nhận đi anh. Nóng quá à. Nóng quá à. Nóng cay. Ngon không? Được không? Ngon à. Kìa thử vớt đi. Này, lá tía tô lá gì á? Nhiều loại lắm. Tía tô quá à. Nhiều lá lắm. Ở đây mình có thêm một dĩa lá này nữa anh em nè. Lá này bỏ vô đây. Cá ngừ đại dương anh em, ngon lắm. Viền em ngon lắm. Lát nữa tới lượt mình thử. Được đúng không? Viền nào giờ tới lượt mình đây. Bỏ na đồ vô đây. Đây cá ngừ. Đây nè. Nóng hổi luôn. Quá đâu. Ok. Cậu này là cá ngừ, cá mười, cá mười tộp. Bỏ vô miệng lẫn toan ra luôn, ăn ngon lắm. Được, ok, pha. Mình sẽ tranh thủ sập phát anh em ạ. Ở đây cũng khá nhiều anh Thanh nhọt rồi. Nên mình đang dừng ở đây nha anh em. Vô, ăn no uống sai rồi anh em ạ. Giờ tiếp tục hai thằng đi dội dội cho xuống canh canh. Giờ hàng quán mới đây 9 giờ mấy mà hàng quán đây đóng cửa trơn nè. Thấy cái bán Thanh rồi anh em ạ. Kết thúc ngày đầu tiên trong chặng hành trình Đà Nẵng Sài Gòn. Cảm ơn anh em đã xem video đến đây và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chúc anh em ngủ ngon. Yo-ho!